Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão số 3, sản xuất nông nghiệp của Thái Bình bị thiệt hại lớn, đặc biệt tại vùng chuyên canh vùng bãi xã Hồng An, huyện Hưng Hà, một trong những địa phương có diện tích trồng chuối nhiều nhất tỉnh Thái Bình. Bão số 3 đi qua khiến nhiều diện tích chuối bị đổ rạp, không thể phục hồi. Để giúp nông dân khắc phục hậu quả sau bão, chính quyền địa phương đang phát động chương trình giải cứu, giúp bà con giảm bớt thiệt hại về kinh tế, nhanh chóng khôi phục lại sản xuất. Sau khi bão đi qua, người dân xã Hồng An xót xa nhìn tài sản, cây cối, hoa màu bị đổ ngã, ảnh hưởng. Trong đó có đến gần triệu buồn chuối thiệt hại do thân cây bị gãy đổ. Xã Hồng An hiện có khoảng 250 hecta trồng chuối, trong đó có 141 hecta ngoài bãi đê. Cơn bão số 3 đổ bộ đã khiến hầu hết diện tích chuối canh tác ngoài bãi bị hư hỏng. Ước tính sơ bộ có khoảng 7.500 tấn chuối sắp đến kỳ thu hoạch bị ảnh hưởng. Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và cộng đồng ủng hộ người dân huyện Hưng Hà tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng bão số 3. Mức giá hỗ trợ loại 1 buồn chuối từ 20 đến 30 kg là 70.000 đồng, loại 2 buồn chuối dưới 20 kg là 50.000 đồng. Ngay khi phát động, nhiều tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và cán bộ đảng viên, nhân dân địa phương đã nhiệt tình hưởng ứng, chung tay tháo gỡ khó khăn, giảm mất thiệt hại cho bà con nông dân.